Kinh số 24. Khởi Thế Kinh. Xà Na Quật Đa dịch. Kinh Khởi Thế, Quyển 1. Phẩm 1. Châu Diêm Phù Đề. Tôi nghe như vậy, một thời Bà Già Bà ở Thạch Thất Ca Lợi La thành Xá Bà Đề. Lúc ấy các tỳ kheo sau khi ăn đều dâng tập tại Thường Pháp Đường cùng ngồi xuống. Mỗi người suy nghĩ rồi cùng bàn luận. Này các trưởng lão, thật chưa từng có, nay thế gian này, quốc độ, đất trời, chỗ ở chúng sanh thành lập thế nào, tan hoại như thế nào, tan hoại rồi lại thành lập như thế nào, thành lập rồi an trụ như thế nào. Bấy giờ Thế Tôn riêng ở Tịnh Thất, do Thiên Nhĩ thấu nghe, thanh tịnh hơn người, nghe các tỳ kheo sau khi ăn đều dâng tập tại Thuyết Pháp Đường cùng bàn luận chuyện hy hữu như vậy. Thế Tôn nghe rồi, xế trưa xuất thiền, từ Thạch Thất đứng dậy đi lên Pháp Đường ở trước đại chúng. Các tỳ kheo theo lệ thường trải tòa ngồi thẳng tự nhiên. Với việc ý, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi: tỳ kheo các vị tụ ngồi tại đây nãy giờ bàn luận có chuyện gì nói? Khi ấy các tỳ kheo cùng hướng Phật xin: bạch Đại Đức Thế Tôn, tỳ kheo chúng con sau khi ăn cùng nhau dân tập tại Pháp Đường này, đại chúng bàn luận nêu lên vấn đề. Này các trưởng lão, thật chưa từng có, thế gian thành lập như thế nào, thế gian tan hoại như thế nào, thế gian hoại rồi lại thành lập như thế nào, thế gian thành lập rồi lại an trụ như thế nào. Đại Đức Thế Tôn, nãy giờ chúng con tụ ngồi bàn luận việc như vậy. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: lành thay, tỳ kheo các vị mới có khả năng như vậy, như pháp tín hành. Các thiện nam tử, các vị vì lòng tin mà bỏ nhà xuất gia. Nếu các vị thường cùng tập hợp một chỗ bàn những điều đúng pháp như vậy thì chẳng thể nghĩ bàn. Tỳ kheo các vị, nếu khi tụ ngồi thì nên tu hai pháp hành này. Mỗi vị việc mình chẳng sanh lười láo. Đó gọi là luận thuyết pháp nghĩa và im lặng bậc thánh. Nếu có thể như vậy thì các vị nên nghe điều Như Lai nói nghĩa như vậy thành lập thế gian. Sự tan hoại thế gian, thế gian hoại rồi mà lại thành lập thế gian, thành lập rồi lại an trụ. Khi các tỳ kheo đồng bạch Phật: Đại Đức Thế Tôn, nay chính đúng lúc. Tu Già Đa, nay chính đúng lúc. Nếu Phật Thế Tôn, các tỳ kheo nói nghĩa này, thì các tỳ kheo chúng con sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ như vậy phụng trì. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo các vị lắng nghe, khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các vị lần lượt giảng nói. Thời các tỳ kheo đồng bạch Phật: bạch Thế Tôn, xin muốn được nghe. Phật dạy: tỳ kheo, như chỗ của một mặt trăng vận hành chiếu sáng bốn thiên hạ cũng giống như vậy. Bốn cõi trời, chỗ có ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng chiếu, thì đây gọi là một ngàn thế giới. Chư tỳ kheo, trong ngàn thế giới có ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi Tu Di, bốn ngàn châu nhỏ, bốn ngàn châu lớn, bốn ngàn biển nhỏ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn dòng giống rồng, bốn ngàn dòng giống rồng lớn, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu lớn, bốn ngàn dòng giống ác đạo sứ, bốn ngàn dòng giống đại ác đạo sứ, bốn ngàn tiểu dương, bốn ngàn đại dương, bảy ngàn các loại cây lớn, tám ngàn các loại núi lớn, mười ngàn các loại địa ngục lớn, ngàn vua Diêm Ma, ngàn châu Diêm Phù, ngàn Cù Đà Ni, ngàn Phất Bà Đề, ngàn Uất Đơn Diệt, ngàn trời Tứ Thiên Dương, ngàn trời Tam Thập Tam, ngàn trời Dạ Ma, ngàn trời Đâu Xuất Đà, ngàn trời Quá Lạc, ngàn trời Tha Quá Tự Tại, ngàn trời Ma La, ngàn trời Phạm Thế. Chư tỳ kheo, ở trong cõi Phạm Thế có một Phạm Dương uy lực rất mạnh, không có thể hàng phục. Thống lãnh ngàn Phạm Tự Tại Dương nói rằng: ta năng tạo, năng hóa, năng chuyển, nói: ta
ta như cha đối với trong các việc, tự khởi những lời rất kiêu, như vậy rồi liền sanh ngã mạn. Như Lai không như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả thế gian, mỗi từ nghiệp lực hiện khởi thành lập. Chư tỳ kheo, ngàn thế giới này giống như lưới dây quanh, gọi là tiểu thiên thế giới. Chư tỳ kheo, một ngàn thế giới dây quanh như lưới vậy, đó là bậc thứ hai trung thiên giới. Chư tỳ kheo, như trung thiên giới bậc hai này, lấy làm một số kiếp, lại tròn ngàn pháp giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Chư tỳ kheo, tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại, đồng thời hoại rồi thì lại thành lập, đồng thời thành lập rồi được an trụ. Thế giới như vậy bị thiêu đốt cùng khắp rồi, gọi là tan hoại, tất cả sinh khởi lại, gọi là thành lập, tất cả trú, gọi là an trụ. Đó là nơi ở của chúng sanh trong một cõi Phật vô úy. Chư tỳ kheo, đại địa này đây dày 48 vạn do tuần, khắp rộng vô cùng. Đại địa như vậy trụ ở trên nước, nước trụ trên gió, gió nương hư không. Chư tỳ kheo, phía dưới đại địa này nơi có nước trụ dày 60 vạn do tuần, khắp rộng vô cùng. Phía dưới nước tụ ấy có gió tụ dày 36 vạn do tuần, khắp rộng vô cùng. Chư tỳ kheo, nước biển lớn này nơi rất là sâu, sâu đến 8 vạn 4.000 do tuần, khắp rộng vô cùng. Chư tỳ kheo, núi Chúa Tu Di phần dưới chìm trong nước biển 8 vạn 4.000 do tuần. Núi Chúa Tu Di phần đáy bằng phẳng, phần dưới bám chặt trên đá kim luân. Chư tỳ kheo, núi Chúa Tu Di ở trong biển lớn, dưới hẹp trên rộng, càng lên càng rộng, ngay thẳng chẳng cong, thân lớn kiên cố, đẹp đẽ lạ thường, tối thắng rất thích nhìn. Bốn báo hiệp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trên núi Tu Di sanh các thứ cây, cây ấy tươi tốt, tỏa các mùi thơm xông khắp cùng các núi, là chỗ dừng chân của nhiều chúng thánh hiền, oai đức rất lớn, thiên thần thù thắng. Chư tỳ kheo, núi Chúa Tu Di phần trên có đỉnh nhô ra bốn phía uốn cong, xoay trên mặt biển. Mỗi cao 700 do tuần, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo hiệp thành. Đó là nơi trang trí vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mã não. Chư tỳ kheo, phần dưới núi Tu Di riêng có ba bậc, nơi ở chư thần. Bậc cuối cùng cao rộng phẳng 60 do tuần, có 7 lớp tường nhà, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây đa la bọc quanh khắp vòng, ngay ngắn đáng yêu. Cây ấy đều do 7 báo tạo thành: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Mỗi bức tường đều có 4 cửa, ở mỗi cửa có các bờ lũy, lầu gác, đường đi. Đối diện có lầu, chòi, đài, cung điện, phòng, hành lang, giường, ao tắm, đầy đủ trang nghiêm. Trong mỗi ao đều sanh hoa đẹp, phản phất các mùi hương. Có các rừng cây, các thứ thân lá, các thứ hoa quả đều đầy đủ, cũng tỏa các thứ mùi thơm tuyệt diệu. Lại có các thứ chim, mỗi hót tiếng hay, tiếng hát xen lẫn, hòa nhã thánh thoát. Bậc thứ hai của núi, cao rộng phẳng 40 do tuần, có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Hàng cây đa la cũng có 7 lớp, bao bọc bằng phẳng, ngay ngắn khả ái. Cũng được trang trí bằng 7 báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Có trang nghiêm các thứ cửa, nhà, lầu, gác, đài, điện, giường, ao, cây, quả, chim chóc đều đầy đủ. Bậc cao nhất của núi, cao rộng bằng phẳng 20 do tuần, 7 lớp tường cho đến các loài chim, mỗi hót tiếng hay, không thiếu thứ gì. Chư tỳ kheo, ở trong bậc dưới có dạ xoa tên là Bát Thủ ở. Trong bậc hai có dạ xoa tên là Trì Mang ở. Trong bậc cao có dạ xoa tên là Thường Túy ở. Chư tỳ kheo, nửa núi Tu Di cao 4 vạn 2.000 do tuần, có cung điện của Tứ Đại Thiên Dương. Phần trên núi Tu Di có cung điện của trời Tam Thập Tam, chỗ ở Đế Thích. Từ trời Tam Thập Tam trở lên một tầng có cung điện, chỗ ở cung chư Thiên Dạ Ma. Từ trời Tam Thập Tam trở lên một tầng có cung điện, chỗ ở cung chư Thiên Dạ Ma. Trên trời Dạ Ma lại thêm một tầng có cung điện, chỗ ở trời Đâu Suất Đà.
trên trời Đâu Xuất Đà lại thêm một tầng, có cung điện chỗ ở chư thiên Quá Lạc. Trên trời Quá Lạc lại thêm một tầng, có cung điện của chư thiên Tha Hóa Tự Tại. Trên trời Tha Hóa Tự Tại lại thêm một tầng, có cung điện chỗ ở của chư thiên Phạm Thân. Trên trời Tha Hóa, dưới trời Phạm Thân, ở khoảng giữa đó có cung điện của chư thiên Ma La Ba Tuần. Trên trời Phạm Thân một tầng có trời Quan Âm, một tầng có trời Biến Tịnh. Trên trời Biến Tịnh một tầng có trời Quảng Quả. Trên trời Quảng Quả một tầng lại có trời Bất Thù. Trên trời Quảng Quả, dưới trời Bất Thù, khoảng giữa đó riêng có chỗ ở cung điện chư thiên gọi là Vô Tưởng Chúng Sanh. Trên trời Bất Thù một tầng có trời Bất Não. Trên trời Bất Não một tầng có trời Thiện Kiến. Trên trời Thiện Kiến một tầng có trời Thiện Hiện. Trên trời Thiện Hiện một tầng có cung điện của chư thiên Akanitra. Chư tỳ kheo, từ Akanitra trở lên lại có chư thiên tên là Vô Biên Không Xứ, Vô Biên Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Các nơi này đều gọi chỗ ở chư thiên. Chư tỳ kheo, xứ sở như vậy, ranh giới như vậy, các chúng sanh cư trú. Các chúng sanh ấy hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt ở trong giới hạn đó. Trong thế giới này có các chúng sanh có sanh già chết, đọa vào và sống trong sanh đạo như vậy. Đến nay chẳng qua, đó gọi là thế giới Ta Bà, cõi vô úy. Tất cả thế giới khác trong mười phương cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, phía bắc núi Chúa Tu Di có châu tên là Uất Đơn Diệt. Cõi ấy dài rộng 10.000 do tuần, bốn phía bằng phẳng. Mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía đông núi Chúa Tu Di có châu tên là Phất Bà Đề. Cõi ấy dài rộng 9.000 do tuần, tròn như trăng đầy. Mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía tây núi Chúa Tu Di có châu tên là Cù Đà Ni. Cõi ấy rộng dài 8.000 do tuần, hình như bán nguyệt. Mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía nam núi Chúa Tu Di có châu tên là Diêm Phù Đề. Cõi ấy rộng dài 7.000 do tuần, bắc rộng, nam hẹp, như xe của Bà La Môn. Mặt người trong châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía bắc núi Chúa Tu Di do vàng trời tạo thành, chiếu sáng châu Uất Đơn Diệt. Phía đông do bạc trời tạo thành, chiếu sáng châu Phất Bà Đề. Phía tây do pha lê trời tạo thành, chiếu sáng châu Cù Đà Ni. Phía nam do lưu ly trời tạo thành, chiếu sáng châu Diêm Phù Đề. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt có một đại thọ tên là A Ba La, thân dài và rộng 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá phủ che 50 do tuần. Chư tỳ kheo, châu Phất Bà Đề có một đại thọ tên là Ca Đàm Bà, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá phủ che 50 do tuần, ăn sâu dưới đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá phủ che 50 do tuần. Chư tỳ kheo, châu Cù Đà Ni có một đại thọ tên là Chấn Đâu Ca, thân dài dài rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá phủ che 50 do tuần. Ở gốc cây này có một trâu đá, cao 1 do tuần. Do nhân duyên này gọi Cù Đà Ni. Chư tỳ kheo, châu Diêm Phù này có một đại thọ tên là Diêm Phù, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá phủ che 50 do tuần. Ở gốc cây này có một đống vàng Diêm Phù Na Đàn, cao 20 do tuần. Vì vàng tốt này xuất hiện dưới cây Diêm Phù nên gọi là Diêm Phù Na Đàn, và do đó có tên là Diêm Phù Na Đàn Kim. Chư tỳ kheo, chỗ Cắt Long Kim Sĩ Điệu ở có một đại thọ tên là Câu Tra Dư Ma Lợi, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá che phủ 50 do tuần. Chư tỳ kheo, chỗ Atula có một đại thọ tên là Thiện Trú Hoa, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá che phủ 50 do tuần. Chư tỳ kheo, cõi trời Tam Thập Tam có một đại thọ tên là Thiên Du, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, dưới sâu xuống đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Chư tỳ kheo, dưới núi Tu Di kế đến có núi tên là Khư Đề La, cao 42.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, ngay ngắn khả ái, do bảy báo hợp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Chư tỳ kheo,
khoảng giữa hai núi Tu Di và núi Khư Đề La, rộng 84.000 do tường, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Cơ Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, các thứ đó có hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Chư tỳ kheo, ngoài núi Khư Đà La có núi tên là Isa Đà La, cao 21.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, hùng vĩ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Khoảng giữa hai núi Khư Đề La và Isa Đà La, rộng 42.000 do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Cơ Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Isa Đà La có núi tên là Du Càng Đà La, cao 12.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, hùng vĩ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Giữa hai núi Isa Đà La và Du Càng Đà La, rộng 21.000 do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Câu Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Du Càng Đà La có núi tên Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, hùng vĩ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Khoảng cách giữa núi Du Càng Đà La và Thiện Kiến 12.000 do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Cơ Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Thiện Kiến có núi tên Mã Bán Đầu, cao 3.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Núi Thiện Kiến cùng với núi Mã Bán Đầu, khoảng cách giữa hai núi rộng 6.000 do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Câu Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, là các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Mã Bán Đầu có núi tên là Ni Vân Đà La, cao 1.200 do tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Núi Mã Bán Đầu, núi Ni Vân Đà La, khoảng giữa hai núi rộng 2.400 do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Cơ Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Ni Vân Đà La có núi tên là Tỳ Na Gia Ca, cao 600 do tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Núi Ni Vân Đà La và núi Tỳ Na Gia Ca, khoảng giữa hai núi rộng 1.200 do tuần, bao bọc không lường. Bốn loài hoa xen lẫn, cho đến các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Tỳ Na Gia Ca có núi tên là Trước Ca La, cao 300 do tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến Do Mã Não, vân vân, bảy báo tạo thành. Khoảng giữa hai núi Tỳ Na Di Ca và Trước Ca La, rộng 600 do tuần, bao bọc không lường, có bốn loại hoa xen lẫn và các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Cách núi Trước Ca La không xa cũng có đất trống, cỏ xanh phủ khắp, cạnh đó là biển lớn. Phía bắc biển lớn có đại thọ dương tên là Diêm Phù Chu và thân to 7 do tuần, rễ ăn sâu xuống đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, vân vân, cho đến cành lá che phủ bốn phía 50 do tuần. Bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Kể đến rừng cây Ambala, rừng cây Diêm Phù, rừng cây Đa La, rừng cây Nada, mỗi ngang dọc 50 do tuần. Giữa đất trống xanh các cỏ xanh. Kế đến có rừng cây tên nam, rừng cây tên nữ, rừng Sanh Đà Na, rừng Chơn Đà Na, mỗi dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có đất trống cỏ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng quả A Lê Lạc, rừng quả Tỳ Hê Lạc, rừng quả A Ma Lạc, rừng quả Ambala Đa Ca, mỗi cũng dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có đất trống cỏ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng cây Khả Thù La, rừng quả Tỳ La, rừng quả Bà Na Bà, rừng quả Thạch Lựu, mỗi cũng dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có vùng đất trống,
cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng cây điểu bột, rừng cây nại, rừng cây cam giá, rừng trúc nhỏ, rừng trúc lớn. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần. Bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng lao, rừng sậy, rừng cát la lớn, rừng ca sa văn đà. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần. Bên cạnh có vùng đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng hoa A Đề Mục Đa Ca, rừng hoa Chim Ba, rừng hoa Ba Tra La, rừng hoa Tường Di. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần. Bên cạnh có vùng đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Lại có các ao, có hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Buôn Trà Lợi Ca, vân vân, phủ đầy khắp ao. Lại có các ao đầy ấp rắn độc. Mỗi ao cũng dài rộng 50 do tuần. Khoảng giữa có đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có biển tên là Điểu Thiền Na Ca, rộng dài 2 do tuần. Nước biển trong mát, vị rất ngọt, êm ả, trong vắt. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp đá quý, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, trang nghiêm đẹp đẽ. Dùng mã não, dân dân, 7 báo trang trí. Bốn mặt chung quanh có các thềm, đường thảy đều đoan nghiêm, cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, vân vân tạo thành. Lại có vô lượng hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Buôn Trà Lợi Ca, vân vân che phủ mặt nước. Hoa nào màu lửa thì hiện ánh sáng lửa, màu vàng thì hiện ánh sáng vàng, màu xanh thì hiện ánh sáng xanh, màu đỏ thì hiện ánh sáng đỏ, màu trắng thì hiện ánh sáng trắng. Màu ba vô đà thì hiện ánh sáng ba vô đà. Hoa như bánh xe, cộng như trục xe, cộng tiết ra nhựa, sắc trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, trong biển Điểu Thiền Na Ca có đường của chuyển Luân Thánh Vương đi, cũng rộng 12 do tuần. Trong Diêm Phù Đề, khi chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, thì trong biển con đường này tự nhiên hiện lên, ngang bằng với mặt nước. Chư tỳ kheo, kế biển Ô Thiền Na Ca có núi tên là Ô Thừa Già La. Chư tỳ kheo, núi Ô Thừa Già La này trang nghiêm, ngay thẳng, đẹp đẽ khả quan. Tất cả cây, tất cả lá, tất cả hoa, tất cả quả, tất cả hương, các loài cỏ, các loài chim thú là những vật xuất hiện khắp thế gian. Ở trong núi ấy không thiếu thứ gì. Chư tỳ kheo, núi Ô Thừa Già La hùng vĩ, đẹp đẽ khả quan như vậy, các vị nên biết rõ điều này. Chư tỳ kheo, kế đến lại có núi tên là Kim Hiệp. Ở trong núi này có 8 vạn cái hang, có 8 vạn long tượng cư trú trong đó, đều là màu trắng như hoa Câu Mâu Đà, 7 nhánh chống đất, đều có thần thông, nương trên không mà đi. Đầu chúng màu đỏ giống như loài trùng Nhân Đà La Cù Ba Ca, 6 ngà đầy đủ, ngà nó nhọn hoắt, màu như mạ vàng. Chư tỳ kheo, qua núi Kim Hiệp rồi liền có núi Tuyết, cao 500 do tuần, rộng dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ do bốn báo tạo thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Bốn mặt núi ấy có bốn ngọn bằng vàng đỉnh nhô ra ngoài núi, mỗi cao 20 do tuần. Lại có ngọn cao các báo xen nhau, lộ từng nét đẹp vượt hẳn lên 100 do tuần. Ở trên đỉnh núi có ao tên là A Nậu Đạt Đa. A Nậu Đạt Đa Long Dương cư trú ở trong đó. Ao ấy rộng dài 50 do tuần, nước ao mát lạnh, mùi vị ngon ngọt, trong trẻo chẳng đục. 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông bao bọc chung quanh, ngay thẳng đẹp đẽ, cho đến vân vân, mã não, vân vân, 7 báo tạo thành. Lại có các loài hoa, hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Buôn Trà Lợi Ca. Hoa này có nhiều màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe. Dưới có củ, rễ lớn như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, trong ao A Nậu Đạt Đa này có cung điện Long Dương A Nậu Đạt Đa. Điện này có 5 trụ, đẹp đẽ khả ái. Long Dương A Nậu Đạt Đa cùng với quyến thuộc vui chơi trong đó, hưởng 5 dục của trời, khoái lạc tự tại. Chư tỳ kheo, phía đông ao A Nậu Đạt Đa có sông Hằng Già từ miệng doai phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Đông.
Phía nam ao A Nậu Đạt Đa có sông Tân Đầu từ miệng trâu phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Nam. Phía tây ao A Nậu Đạt Đa có sông Bạc Xoa từ miệng ngựa phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Tây. Phía bắc ao A Nậu Đạt Đa có sông Tư Đà từ miệng sư tử phát ra, cùng 500 sông đều chảy vào biển Bắc. Chư tỳ kheo, do nhân duyên gì mà Long Vương này gọi là A Nậu Đạt Đa? Chư tỳ kheo, có ba nhân duyên. Những gì là ba? Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù có chỗ ở của các rồng, chỉ trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa. Các rồng khác khi hưởng mọi sự khoái lạc liền có cát nóng rơi trên mình. Các rồng lúc bấy giờ liền mất thiên hình, hiện tướng hình rắn. Các rồng luôn luôn chịu các khổ này, vân vân. Long Vương A Nậu Đạt Đa không có việc như vậy, đó là nhân duyên thứ nhất. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa còn có các rồng khác khi vui chơi thích thú, có gió nóng đến thổi lên thân thể liền mất thiên hình, hiện tướng hình rắn, chịu khổ như vậy. Long Vương A Nậu Đạt Đa không có việc ấy, đó là nhân duyên thứ hai. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù có các rồng khi vui chơi thích thú, chim chúa Kim Sĩ bay vào cung ấy, các rồng thấy chim chúa Kim Sĩ tâm sanh sợ hãi, vì sợ hãi nên liền mất thiên hình, hiện tướng hình rắn, đều chịu các khổ. Long Vương A Nậu Đạt Đa không có việc như vậy. Nếu chim chúa Kim Sĩ sanh tâm thế này, ta này muốn vào cung Long Vương A Nậu Đạt Đa, chim Kim Sĩ kia bị quả báo bại liệt, liền tự chịu khổ, vĩnh viễn chẳng thể vào được cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa. Chư tỳ kheo, đây là nhân duyên thứ ba, vì vậy gọi là A Nậu Đạt Đa. Chư tỳ kheo, phía nam núi tuyết không xa có thành tên là Tỳ Xá Ly. Phía bắc Tỳ Xá Ly có bảy núi đen. Phía bắc bảy núi đen có núi Hương. Ở trong núi Hương có vô lượng vô biên khẩn na la ở, thường có tiếng ca vũ âm nhạc. Núi ấy có nhiều giống cây, mỗi cây ấy đều tỏa các thứ hương sông, là chỗ ở của thần Đại Uy Đức. Chư tỳ kheo, trong núi Hương ấy có hai hang báo, một là tạp sắc, hai là thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến dùng mã não, vân vân, bảy báo tạo thành. Mỗi đều rộng dài 50 do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên liên đề ca. Chư tỳ kheo, có một càn thác bà dương tên là Vô Tỷ Dụ, cùng 500 khẩn na la nữ, ở trong hai hang tạp sắc và thiện tạp sắc, cùng hưởng ngũ dục, đi, đứng, ngồi, dậy, vui chơi thỏa thích. Chư tỳ kheo, phía bắc hai hang có thọ dương đại bà la tên là Thiên Trụ, riêng có 8.000 rừng cây bà la bao bọc chung quanh. Dưới rừng Thiện Trụ bà la ý có một long tượng cũng tên là Thiện Trụ, dạo nghỉ trong đó, lông rất trắng như hoa câu mâu đà, bảy nhánh chấm đất bay lên không mà đi, xương đảnh nhô lên như con trùng nhân đà la cù ba ca, đầu nó màu đỏ đầy đủ 6 ngà, ngà nhọn hoắt như mạ cát vàng. Lại có 8.000 long tượng khác đều là quyến thuộc, lông chúng đều trắng như hoa câu mâu đà, bảy nhánh chấm đất cho đến vân vân, ngà chúng đều mạ vàng. Ở phía bắc rừng Ba La Thiện Trụ, đại long tượng Dương Thiện Trụ mà xuất hiện một cái ao tên là Mạn Đà Cát Ni, rộng dài bằng phẳng 50 do tuần. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt trong trẻo, không có các uế trượt, cho đến vân vân, rễ củ lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, bên cạnh ao Mạn Đà Cát Ni lại có 8.000 ao bao bọc, bốn mặt dây quanh. Mỗi đều giống như Mạn Đà Cát Ni, không có gì khác. Chư tỳ kheo, long tượng Dương Thiện Trụ ý, khi khởi ý muốn vào ao Mạn Đà Cát Ni vào chơi, liền nghĩ đến 8.000 long tượng quyến thuộc. Khi ý, 8.000 long tượng cũng khởi tâm thế này. Tâm tượng Dương Thiện Trụ rằng, nay chúng ta sẽ đến chỗ của Thiện Trụ Dương. Các long tượng đến rồi đều ở trước long tượng Dương Thiện Trụ và đứng cúi đầu. Bây giờ đại long tượng Dương Thiện Trụ biết các long tượng đã tập hợp, liền dẫn đi đến ao Mạn Đà Cát Ni. 8.000 long tượng sau trước dây quanh thứ lớp mà đi. Tượng Dương Thiện Trụ ung dung mà đi. Trong lúc long tượng Dương đi, có con cầm lọng trắng che đầu, có
có con dùng dòi cầm quạt mani trắng quạt lưng, có các nhạc thần nhảy múa hát sướng, đi trước dẫn đường. Bây giờ Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ đến rồi, liền vào ao Mạn Đà Cát Ni lặn hụp tắm gội, vui chơi giải trí, tùy tâm ý thích, hưởng mọi thích thú. Trong đó có long tượng rửa dòi, hoặc có long tượng chà ngà, hoặc có long tượng ngoái tai, hoặc có long tượng gội đầu, hoặc có long tượng kỳ lưng, hoặc có long tượng cà hông. Có con rửa đùi, có con rửa chân, có con rửa đuôi, hoặc có long tượng nhổ gốc, hoặc có long tượng nhổ gốc sen, rửa sạch, đưa vào miệng. Hoặc có long tượng nhổ qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Câu Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, vân vân, kết lên đầu Tượng Dương Thiện Trụ. Khi ấy, Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ ở trong ao Mạn Đà Cát Ni tắm rửa tùy thích, giỡn chơi vui vẻ, tự tại thọ lạc, ăn các củ sen do các long tượng dâng hiến. Trên đầu trang sức hoa Ưu Bát La, vân vân và các thứ hoa khác. Tắm xong rồi, tự ao ấy ra, lên đứng trên bờ. 8.000 long tượng sau đó phân tán vào trong 8.000 ao, tùy ý tắm rửa, giỡn chơi tự tại, hưởng khoái lạc rồi. Mỗi đều ăn củ sen, ăn xong cũng dùng hoa Ưu Bát La và các thứ hoa khác kết lên đầu để tự trang nghiêm, rồi cùng nhau tập hợp đến chỗ Thiện Trụ Dương, dây quanh bốn phía, cung kính dừng lại. Lúc này Đại Tượng Dương Thiện Trụ cùng 8.000 các long tượng kia sau trước dẫn đi, trở về nơi rừng cây Sa La Thiện Trụ. Khi Tượng Dương đi, các long tượng hoặc cầm lọng trắng, hoặc cầm quạt trắng đi theo như trước. Các thần trỗi nhạc dẫn đường cũng như vậy. Bấy giờ Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ đến rừng cây lớn Sa La Thiện Trụ rồi. Ở dưới Thọ Dương tùy ý nằm, đứng, hưởng mọi an lạc. 8.000 long tượng cũng đều đến 8.000 dưới cây kia, đi, đứng, nằm, dậy, tự tại an lạc. Ở trong rừng ấy, hoặc có cây Sa La, dòng gốc của nó lớn 6 tầm, hoặc có cây Sa La, gốc nó chu vi 7 tầm, 8 tầm, 9 tầm, 10 tầm. Có cây Sa La, gốc nó chu vi 12 tầm, chỉ có Thọ Dương Sa La Thiện Trụ, chu vi gốc nó 16 tầm. Trong rừng 8.000 cây Sa La ấy, nếu có lá úa vàng rụng xuống, liền có gió thổi bay ra ngoài, làm sạch rừng ấy. 8.000 long tượng, nếu có bài tiết vật ô uế thì có các dạ xoa quét dọn mang đổ. Chư tỳ kheo, trong Diêm Phù Đề, khi có chuyển luân thánh dương xuất hiện ở đời, trong 8.000 long tượng, có một con nhỏ nhất, sáng sớm mỗi ngày đến trước luân dương, hầu hạ phụng sự, khéo luyện doi báo. Nhân đó được gọi là Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ. Mỗi ngày rằm, sáng sớm, đi đến chỗ trời đế thích, đứng ở phía trước, nhận sự soi bảo. Chư tỳ kheo, Tượng Dương Thiện Trụ có thần thông, có oai đức như vậy, tùy sanh vào tượng súc, nhưng là doi chúa mới có sức đại oai thần như thế. Now
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.